tổng kết lại thì đối với mình nhưng mà môn này vẫn còn rất sai. Chi chi cái dòng MacBook 2015 không chỉ có 15 inch đâu, còn 13 inch nữa cơ. Và cái bên mình đây là một chiếc MacBook 2015 13 inch. Và đây chính là chiếc máy mà bản thân mình đã đi mua từ cái hồi mà mới ra mắt cho đến thời điểm hiện tại 2021. Và thực ra mà nói á, mình nghĩ á, là đối với bản thân mình á, 6 năm chinh chiến với con máy này thì mình sẽ có được một cái nhìn rất là chân thật về con máy này, từ những cái tác vụ nhẹ cho đến những cái tác vụ nặng. Và trong cuộc sống hàng ngày của mình đó thì mình sử dụng con máy này rất là nhiều. Vậy 6 năm rồi, con máy này còn làm được gì? Các bạn hãy cùng theo dõi hết clip nhé. Thiết kế vẫn giữ nguyên kiểu unibody nhôm nguyên khối từ 2012. Các đường bo cong góc được làm uyển chuyển, tinh tế nhưng cũng đủ cứng cáp để giữ lại cái chất mạnh mẽ của chiếc máy. Vẫn sử dụng một tay để mở máy một cách rất ngon lành. Hai bên là đầy đủ các cổng kết nối. MacBook Pro 2015 13 inch mỏng chỉ 1,8cm và nặng chỉ 1,38kg thôi các bạn. Từ đời 2016 thì nhà táo đã cho loại bỏ logo phát sáng rồi. Buồn nha. Mà các bạn biết vì sao không? Để gia tăng độ bền cho màn hình MacBook. Thêm vào đó, việc sử dụng logo quả tạo phát sáng khi sử dụng ngoài trời lâu dài đó thì ánh sáng chiếu vào và đi ngược vào bên trong màn hình. Về lâu dài, màn hình sẽ có một cái đốm sáng nhỏ ở giữa làm ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị và độ chính xác của màu sắc. Cuối cùng, logo quả táo phát sáng đã có từ 1999 rồi, khi Apple cho ra mắt PowerBook G3 nhằm mục đích tăng nhận diện thương hiệu. Và đến năm 2015, thương hiệu Apple quả táo cắn dở đã quá nổi tiếng trên toàn cầu rồi, nên 2016 Apple đã cho loại bỏ đi logo quả táo phát sáng. Màn hình 13,3 inch Retina, độ phân giải 2560x1600px với mật độ điểm ảnh là 277 ppi cho màu sắc hiển thị cực kỳ đẹp. Và đối với các dòng MacBook thì mình tự tin dùng để chỉnh sửa hình ảnh mà không phải sợ màu sắc bị sai trong quá trình làm việc. Không phải bàn cãi nhiều, touchpad trên MacBook là touchpad tốt nhất mà một chiếc laptop có được. Những thao tác nhấn, vuốt, chạm đa điểm để chuyển đổi các tác vụ cực kỳ mượt mà. Ở đời 2015 đó thì Apple trang bị thêm tính năng Force Touch. Các bạn sẽ cảm nhận rõ ràng khi sử dụng các thao tác như là Double Tap hay là Tap nè. Vì sử dụng Force Touch, khi các bạn nhấn tay sẽ có cảm giác touchpad lún xuống. Nó đã lắm. Với Force Touch, chúng ta có thể áp dụng được rất là nhiều vào các tác vụ hàng ngày như là nhấn nè, kéo thả, review nhanh một trang web. Về phần bàn phím, đây là loại bàn phím mình gõ mà cảm thấy thích nhất. Các layout phím rất là rõ ràng, các nút chỉnh cũng như là các phím chức năng như tăng giảm âm lượng hay là độ sáng màn hình cũng được tách biệt rất là rõ ràng. Cảm giác gõ sướng tay chứ không phải như các loại MacBook màn hình cánh bướm nha. Rõ chán. Và ở chiếc MacBook này, các bạn không sợ bị vướng dây sạc. Vì sao? Ở MacBook 2015, sử dụng cổng sạc MagSafe, một cổng sạc mà mình cảm thấy rất hay. Mà mãi đến các dòng MacBook mới gần đây, MacBook Tay Thỏ 2021 thì mình mới thấy lại cổng sạc MagSafe trên MacBook. Chiếc máy của mình với cấu hình có thể gọi là mén Max Setting, với Core i7 3.1, RAM 16GB, SSD 52GB. Và với cấu hình này, năm 2021 các ứng dụng mình sử dụng có còn hoạt động tốt hay không? Và xin đảm bảo với các bạn rằng vẫn chạy mượt, vẫn chiến ngọt ngào. Như các bạn thấy, mình đang edit video với Final Cut vẫn rất mượt mà. Và chỉnh sửa hình ảnh với Photoshop AI vẫn ngon, màu sắc vẫn đẹp. Làm nhạc với Logic Pro quá đơn giản, hoặc là Studio One hầu như là không có bất kỳ hiện tượng giật lag nào hết. Một điều mà mình cảm thấy khá là khó có một chiếc máy Windows nào có thể làm được. Với một cái thiết kế đẹp nè, sang trọng nè, hiệu năng vẫn còn quá là ổn định. Và quan trọng nhất là ở Halo hiện nay vẫn có rất là nhiều các mẫu MacBook 2015 từ 13 inch cho đến 15 inch với cái giá rất là tốt. Các bạn có thể tham khảo qua đường link phía bên dưới nhé. Mà mình nói thiệt, các bạn học sinh sinh viên mà mua MacBook để học tập online hay là để sử dụng lâu dài mà bền bỉ thì cứ MacBook Pro 2015 mà chiến cho mình. Thời buổi bây giờ, tìm đâu ra một chiếc máy ngon, bổ mà rẻ như MacBook Pro 2015 nữa đúng không nào? Hãy like và share channel của Halo Shop để cập nhật thêm các thông tin về công nghệ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.